style bạn muốn tạo tóc gì? Hôm nay mình muốn đến đây để tạo theo kiểu tóc của nam người mẫu Hong Jong Hyun ở bên Hàn Quốc. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Ok. Đối kiểu tóc của cậu muốn tạo ấy, thì hai bên này thì sẽ nắng nước cho cậu đi. Và bên sau cái thì cắt tỉa bớt đi cho cậu. Để cao cái lên cho mát cái. Rồi thứ hai là ở bên trên này thì cắt ngắn bớt đi để dễ uốn hơn. Thì cái tóc này cậu uốn lên thì vút được lên như vậy. Còn không thì tóc rất là mềm, rất là khó sử dụng nhà của cậu. Còn màu sắc ấy thì sẽ lên phông cho cậu. Nó đủ màu như là trong hình. Cậu thấy kiểu tóc hôm nay cậu thế nào? Sau khi mà cắt kiểu tóc này thì mình thấy là tóc mình dễ vuốt hơn và nó cũng nhẹ nhàng hơn. Mình rất là hài lòng với kiểu tóc bây giờ. Đối với chất tóc này cậu thấy rất là mỏng và một độ tóc thật thưa. Thì có thể dùng những dòng sản phẩm như là Babylon, Dynamic này và nó sẽ vào trong sản phẩm như là Coco, dòng sản phẩm cao hơn một chút. Nó sẽ làm được tóc rất là đẹp ở nhà. Còn cái màu này cậu ấy thì cậu ở nhà dùng chén đồ nào có chất bằng hạt sẽ làm tóc trôn màu hơn. Cảm ơn bạn đã dùng rất sai và hẹn gặp lại.